Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Phương Dừa. Phương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ là 12 giờ rưỡi ngày 23 tháng 10 2021. Phương Dừa với lại cậu Tư mới vừa đi theo chị Trang ở bên ấp 1B xã Nhân Lộc B huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ hai cái hoàn cảnh khó khăn mà khổ quá chừng. Cái gì đó bán vé số thì thương trời. Rồi mua vé số rồi. Chú mua vé số. Sao dẫn nhỏ đi vậy chú? Bán vé số mà không nhận được. Cháu ngoại hay sao chú? Con. Con hả? Rồi à. Bà xã anh đâu? Bà xã bán vé số dưới kia rồi. Quê đâu vậy anh? Quê Long An. Anh Long An hả? Dạ. Nhưng mà anh vô Long An á. Vô xã Long An luôn á. Dạ. Anh xã luôn á. Nhưng mà anh miền ở ngoài miền ngoài vô hả? Dạ. Có lẽ anh 5 tờ thôi. Xong mà đẩy đi bán thương quá vậy, nắng từng ở đây trọ hai chồng bán hả anh? Hai chồng ở trọ. Trời ơi. Rồi thôi gửi cho bé. Dạ dạ cảm ơn. Dạ dạ. 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 Ga sao lấy ga rồi theo chi anh? Dạ. Sao lấy ga rồi theo chi? Đổi ga hết ga rồi. Dạ. Dạ cho chút đổi ga về nấu ăn. Mấy người con anh? Ba đứa con cái. Dạ con cái út nè. Bà xã chở hai đứa đi bán hả? Ừ. Con nhớ đứa. Mình nhớ đứa đi. Thì con sẽ út. Trời đất ơi. Dạ, dạ chào anh nha. Dạ cố gắng nha anh. Dạ có bao nhiêu đó. Dạ. Đi. Bà chủ vô. Vô quán nước mà bà chủ ngủ mất tiêu. Chị ơi. Nước đây chị. Cái này em quay em nha, không sao đâu. Em quay clip chơi ơi. Em ngồi ăn cơm được không chị? Cho em hai trái dừa đi. Dạ buồn ngủ hả? Dạ quen à. Bán vắng khách quá ngủ luôn hả? Chị nhà đâu chị? Dạ cho em hai trái dừa đi, có dừa lạnh không chị? Vậy ba đá đi hai ca dừa đi. Nói tiếp mình hãy con quát nãy. À, tính vô đây ăn cơm tự nhiên thấy hai gia con thấy tội quá ta. Nhưng mà cái tiếng anh sao lợ giống như là giống như anh ở miền ngoài á. Hai hộp cơm gà Phương Dừa mới mua. Phương Dừa hộp, cậu Tư hộp, mà cậu Tư mới ăn sáng đây chưa có đói xíu ăn. Mua thêm hai trái dưa, hai trái dưa 10.000. Hộp cơm gà thì có 35.000 mà hai trái dưa 10.000 chỉ bán mắc cụm chứ. Dạ tính ra bán dưa leo khỏe hơn bán cơm. Đây giới thiệu bà con cô bác. Hộp cơm gà quá đã không? Gùi chưa giờ thấy hấp dẫn là gùi nó bu vô thấy không? Dạ tại vì bây giờ người ta bán mang đi cho nên mình mua mình mang đi. Rồi quán xá thì cũng chưa có mở nữa. Dạng này quán chỉ để hai ba cái bàn thôi nên vô mình nhờ mình ngồi để mình ăn cơm. Ăn cơm xong thì nửa tiếng sau thì anh Minh chủ tịch mặt trận của xã Vĩnh Lộc B á hướng dẫn Phương Dừa đi tiếp. Hôm nay chắc anh bận á cho nên là anh có nhờ các chị ở dưới ấp á dẫn Phương Dừa đi. Đó. Tính ra Phương Dừa đi bữa nay nữa là Vĩnh Lộc B là Phương Dừa đi 2 ngày rồi bà con cô bác. An Phú Tây 1 ngày, Tân Nhật 1 ngày. Hôm nay Vĩnh Lộc B nữa là ngày thứ 3 là bữa giờ Phương Dừa đi 5 ngày rồi. Dạ. Còn hỗ trợ cho bà con cô bác thì con vừa bữa giờ một ngày đi ít nhất thì cũng 4 hoàn cảnh đó, giờ 4 chắc cũng khoảng 30 hoàn cảnh rồi đó. Một ngày đi nhất ít nhất là 4 hoàn cảnh, còn ngày có ngày 7-8 hoàn cảnh luôn. Rồi quỹ thì cũng khá nhiều thì bà con cô bác cũng vẫn tiếp tục gửi cho con vừa. Dạ thôi con vừa cũng sắp xếp, con vừa tranh thủ con vừa đi để hỗ trợ cho bà con tranh thủ trong hôm nay 23 tây hay là trăm tủ đi hết tháng 10 này cho xong luôn hả, để bà con cô bác ai mà khó khăn để mình giúp đỡ cho xong để họ trở lại công việc. Này nó không có đũa. Bữa đầu tiên đi ở dưới đây nè, đói bụng quá, hai anh em đi tới 2 giờ chiều đói bụng quá không có chỗ nào ăn gì ăn. Xong rồi có bà chị phải dẫn về văn phòng ấp ăn cơm. Chỉ nấu cơm cho những người ở trực ở đó đó, mình ăn ké mà đứa ăn cơm ngon, bữa hình như cũng ăn gà luôn.
ngon. Hương dừa thì ăn uống nó cũng đơn giản, không có gì, mình có gì mình ăn nấy, dễ làm gì cho nó tiện. Dạ khỏi cái vậy, khỏi đi, nước được rồi chị. Rồi xin mời bà con cô bác nha. Dạ đá đi chị, đá chị. Nó ngọt không chị? Ngọt thì khỏi được, ai biết thì bỏ, chị bỏ, chị đang bán, chị bỏ, chị bỏ. Đó. À, con Phương vừa biết không bà con bác, tại đang ăn cơm mà quay clip ăn cơm, với lại sẵn chia sẻ bà con cô bác luôn, có một việc rất là quan trọng phải chia sẻ bà con bác để bà con cô bác biết, chứ thôi là Phương vừa sẽ bị ảnh hưởng. À, như bà con cô bác biết là hiện tại Phương vừa chỉ có một kênh Phương vừa, kênh Phương vừa con, hai kênh YouTube đúng không? Dạ, với lại kênh fanpage Phương vừa, với fanpage Phương vừa con, với lại fanpage Phương vừa dứa. Dạ thì fanpage đó Phương vừa đã chia sẻ trên kênh của Phương vừa rồi, bà con cô bác đã biết rồi ha, với lại một cái kênh TikTok của Phương vừa thôi. Cho nên là Phương vừa làm cái thông tin hay là cái chương trình hay là bất cứ giúp đỡ gì ai cũng chia sẻ ở trên có bốn cái kênh đó thôi, hai kênh YouTube, hai kênh fanpage. Còn tất cả những cái kênh YouTube, những cái kênh fanpage mà họ kêu gọi đi giúp đỡ người này người kia hay gì đó mà mượn cái tên của Phương Dừa, thì bà con cô bác lưu ý là không phải Phương Dừa nha bà con cô bác, để nhiều khi bữa giờ Phương Dừa cũng, nói chung là bữa giờ cũng có rất là nhiều chuyện buồn lắm. À, có nhiều người ta công kích Phương Dừa, nó chửi bới Phương Dừa, à, nhưng mà thôi Phương Dừa cũng không quan tâm. Phương Dừa chỉ sợ là mình mấy cái chuyện kia mà mình không có làm, nhiều khi á lại ai đâu làm cái là tưởng Phương Dừa á, cái Phương Dừa bị giả lây tội nghiệp Phương Dừa. Dạ khổ lắm bà con cô bác ơi. Dạ, tối ngày bị chửi hoài à. Dạ đây bà con cô bác, ví dụ như là đây là một cái kênh giả mạo Phương Dừa, lấy đúng tên Phương Dừa luôn ha. Dạ đó, lấy đúng cái clip của Phương Dừa đăng lên luôn đó. Thì nè, nhiều khi nè bình luận rất là nhiều nè. Nè bà con đăng ký kênh để nhận được hỗ trợ và đừng quên chia sẻ đó. Thấy không khổ mà con bác lấy lúng clip của Phương Dừa luôn nè, má rồi giả mạo gì nè, rồi hỏi thằng sau Phương Dừa không bị chửi ha. Bà con bác có 1,49,149,000 đăng ký à, lấy tên đúng Phương Dừa, lấy hình ảnh Phương Dừa, lấy clip Phương Dừa luôn, hỏi sao Phương Dừa không bị chửi, thấy tội nghiệp Phương Dừa không đó. Bởi vậy Phương Dừa cũng đâu có làm gì mít lòng ai đâu, Phương Dừa cũng đâu có phải là chuyện Phương Dừa làm, Phương Dừa ít khi nào đá động hay là nhắc tới người nào hết chứ. Chuyện mỗi người mỗi công việc, mỗi người mỗi có cái cách làm, mình làm tốt cái việc của mình đi. Dạ sao mà dạ rồi đây nữa nè, nè bà con bác nó tội nghiệp Phương Dừa không, đấy này là giúp đỡ người nghèo khó khăn nè, Phương Dừa hỗ trợ bà con nè, lấy đúng cái bay nè bà con nè, lấy hình của gia đình Phương Dừa nè, hỗ trợ 1,000 bà con khó khăn trong vùng dịch nè. Có nghĩa là người ta ghi vậy thì chắc chắn là những bà con khó khăn người ta sẽ nhắn vô, rồi nhắn vô cái hứa giúp đỡ, xong cái không có giúp đỡ cái bà con cô bác tưởng là Phương Dừa, rồi bà con cô bác người ta đâu có biết đâu, người ta sẽ chửi Phương Dừa nữa. Rồi ghi vậy cái bà con cô bác nhiều khi người ta thấy là Phương Dừa đang vận động một cái chương trình gì khó khăn giúp ngàn bà con khó khăn, cái nhiều bà con cô bác mạnh thường quân á, họ thấy vậy thôi, họ muốn đồng hành với Phương Dừa, cái họ đóng góp vô đây là người ta lấy tiền rồi người ta tiêu xài, người ta làm cái chuyện gì đó là Phương Dừa lại bị ảnh hưởng. Tội lắm bà con cô bác ơi, lóc cá nhân nè quá trời luôn nè. Đây là những khán giả họ gắn cho người chỉ gói 2 triệu cho bà con dùng dịch, chia sẻ 5 nhóm để mọi người cùng nhận. Ôi thấy ở ác ghê không bà con cô bác, nói cái chuyện mình làm không là đủ mình làm như vậy rồi mà còn nhiều người ta còn nói tới nói lui nữa, mà bà con cô bác mà làm chuyện như vậy thì hỏi sao mà không biết sao luôn. Cho nên giờ Phương Dừa cũng không biết làm sao luôn, mà Phương Dừa chỉ nói cho bà con cô bác, cảnh báo để bà con cô bác biết thôi. Dạ có nhiều người á, các bạn đơn giản lắm các bạn ơi, các bạn cũng có cái tấm lòng tốt, ví dụ các bạn cũng có cái tấm lòng tốt, các bạn muốn giúp đỡ bà con cô bác khó khăn thì các bạn cứ lấy tên các bạn thôi, các bạn chia sẻ
thì người ta đồng hành đi, đồng hành được bác, các bạn có kinh phí các bạn đi giúp, còn không đồng hành thì thôi các bạn đừng có lấy tên của Phương Dừa. Tội Phương Dừa không đó, cho nên là thấy đâu cũng đâu phải là đứng ra làm cái việc này nó dễ dàng đâu. Nó có nhiều bà con nói Phương Dừa này kia, nhưng bà con cô bác thử ơi, thử đứng ra mình chia sẻ một cái hoàn cảnh nào để coi có người ta có tin đủ tin tưởng để người ta đồng hành với mình hay không đó. Dạ xin phép uống miếng nước, sáng giờ chưa uống nước. Cho nên là Phương Dừa nghĩ những người đó là thứ nhất là nếu mà tốt, họ có ý tốt thì là họ làm không được, cho nên họ phải mượn cái tên Phương Dừa để họ lấy cái uy tín của Phương Dừa để họ vận động bà con. Cái thứ hai nữa là Phương Dừa nghĩ là họ không phải họ làm tốt đâu, họ không có ý tốt. Dạ không, cảm ơn. Họ không có ý tốt, họ nên họ lấy cái tên của Phương Dừa để họ vận động như vậy, và họ sẽ vừa làm cái mục đích cá nhân, họ vận động tiền rồi họ xài tiền này kia. Đó. Nhiều lắm, trước giờ nhiều lắm. Đó, bà con cô bác cũng thương Phương Dừa. Cái này không có đũa khó ăn quá, xé luôn. Nhưng bà con cô bác thấy cái gì là nhắn cho Phương Dừa biết liền. Có những cái trang, những cái kênh giả mạo. Là dễ lắm bà con cô bác. Bà con cô bác để biết cái nào là kênh nào kênh chính chủ dễ. Ví dụ kênh của Phương Dừa thì tới 4 triệu gần 4 triệu tư ra người đăng, bà con cô bác đăng ký rồi. Cho nên là những kênh giả mạo thì có 1.000, 2.000 đăng ký à. Còn cái bay cũng vậy nữa, cái bay thì cũng cả 1.400.000 bà con cô bác theo dõi. Cái bay Phương Dừa con cũng vậy, 30,000-40,000 bà con cô bác theo dõi. Cái bay Phương Dừa dứa cũng vậy. Thế kênh Phương Dừa con thì cũng là 400,000+ gần 500,000 bà con cô bác theo dõi đăng ký. Đó. Cho nên là những cái kênh giả mạo thường thường cái lượt theo dõi họ ít lắm, nhưng bà con cô bác chỉ cần vô đó coi thôi, hoặc là có khi họ ẩn thì mình không biết. Cũng nhiều lắm, còn nhiều khi có nhiều người họ lấy cái họ tạo những cái Facebook cá nhân, họ lấy cái tên của trà sữa hoặc là tên của Dừa, rồi họ lấy hình của gia đình Xuân Dừa họ để lên là mình nói. Nhiều người ta sử dụng hay mạng xã hội quen thì ta biết, còn nhiều bà con cô bác nhiều khi những ông bà cô chú anh chị lớn tuổi không để ý, tưởng là Phương Dừa rồi bắt đầu nghe kêu gọi vận động cái gửi tiền vô. Rồi lúc trước thì cũng có nhiều cái tài khoản giả mạo họ lấy đúng cái tên Phương Dừa rồi họ trả lời từng cái comment và họ lấy được cái thông tin số điện thoại, cái họ không có điện thoại mà họ nói chuyện qua Zalo đó. Họ nói chuyện qua Zalo cái họ lấy được tiền cái là họ biến mất luôn. Bởi vậy mình có công mình lận lội, mình đi làm đủ thứ chuyện trên đời giúp bà con cô bác khó khăn, thì nhiều khi còn nhiều người họ khó tính, họ chưa có vừa lòng á, họ cũng nói này nói kia mà thôi. Mình cũng không mình cứ nghĩ cái tích cực để mình làm dạ. Nhưng mà lại có những người mà họ lợi dụng cái tên tuổi mình đó, rồi họ làm chuyện bậy bạ làm mình bị ảnh hưởng, thì cái đó mới oan ức ha. Thầy ăn này kêu bằng ăn để sống. Cái gà thì nó ngon nhưng mà khô quá không nổi. Cho nên nãy Phương Dừa thấy chị sắp có miếng dưa leo nên Phương Dừa mua thêm 2 trái. Nhờ giờ buôn bán cũng khó khăn. Cũng may là giờ là Phương Dừa mới chuẩn bị show à. Chuẩn bị mấy chương trình chắc cuối năm hoặc tháng 5 mới chạy. Đầu tháng 12 là Phương Dừa sẽ quay phim bộ phim Trùm Nổ 2 lại. Tới đó Phương Dừa bận lắm. Cho nên là lý do vì sao bữa giờ Phương Dừa chia sẻ bà con cô bác là Phương Dừa xin phép tạm ngưng nhận chia sẻ giúp đỡ của quý mạnh thường quân. Dạ. Tại vì Phương Dừa thấy
với cái tốc độ đi của con dừa vậy à, ngày có 4-5 hoàn cảnh à, mà giờ giúp mà hoàn cảnh mà lên tới 7-80 hoàn cảnh thì mình đi đi bao lâu ta? 10 ngày thì mình đi mới 40 hoàn cảnh không, 20 ngày mới hết 80 hoàn cảnh, có nghĩa là đi hết tháng. Cho nên là sợ đi không thông, kể còn còn tiền còn lại á thì bà con cô bác gửi gắm để mình đi giúp đỡ bà con ảnh hưởng Covid, mà tới đó thì mình giúp đỡ thì nó không có, nó qua rồi thì nó không có, nó cũng không còn ý nghĩa gì đó. Còn đi cái này thì bà con cô bác cũng thông cảm giúp con dừa. Giờ mà đi đi tìm từng hoàn cảnh mà Khương Dừa đi xác minh, người Khương Dừa tìm hiểu á thì sẽ rất là mất thời gian, là cũng không tìm hiểu cũng không có kỹ nữa, cho nên là Khương Dừa phải liên hệ về các địa phương, các địa phương họ nắm rất là cụ thể, mình nói cái yêu cầu của mình á là họ đưa cái danh sách cái mình đi thôi. Nên bây giờ địa phương nào mà họ hỗ trợ mình nhanh sớm thì mình làm được. Còn có nhiều bà con cô bác ở những cái địa phương mà họ bị chậm trễ á, dạ họ bị chậm trễ thì Khương Dừa không giúp được, thì bà con cô bác cũng thông cảm với Khương Dừa nha. Để chứ Khương Dừa đâu nắm được hết đâu. Hôm nay nắng quá, nãy giờ đi thăm mới có hai hoàn cảnh mà hóc người luôn. Dạ Khương Dừa chia sẻ bà con cô bác vậy nha, để bà con lưu ý nha. À, có gì thì có cái gì mà để mà nếu bà con cô bác có giúp đỡ ai đó, gửi qua Khương Dừa rồi số tiền nhiều thì nhớ lưu ý, còn có nhắn cho Khương Dừa thì cũng kêu Khương Dừa nói một vài câu thoại vô để cho chắc chắn kiểm tra cho chắc chắn, hoặc là gọi cho Khương Dừa, chứ đừng có thấy người ta nhắn cái bà con cô bác nhiều khi không, của mình cũng vì thương người thôi, với lại cũng nhiều khi cũng tin tưởng Khương Dừa, mình cứ gửi tiền ai về gửi nhầm địa chỉ rồi mà mình đi giúp người ta mà gửi làm địa chỉ mình tức lắm, gửi cho những người lừa gạt tức lắm. Lại Khương Dừa đi nè, Khương Dừa trao quà nè, thì cũng tùy theo hoàn cảnh mình trao, dạ có người ít người nhiều, dạ cái đó thì cũng tùy theo cái mức độ khó khăn của cái hoàn cảnh đó. Cho nên bà con cô bác thông cảm, với lại tùy theo thời điểm, có thời điểm thì Khương Dừa có kinh phí nhiều thì Khương Dừa trao nhiều, kinh phí ít thì Khương Dừa trao ít. Vậy bà con cô bác nhắn chia sẻ Khương Dừa nói thôi chỗ này giúp nhiều chỗ kia giúp ít, tại vì họ cũng đâu có bà con cô bác thân thuộc gì Khương Dừa đâu, Khương Dừa cũng chỉ gặp lần đầu Khương Dừa giúp thôi. Dạ nhưng mà đa số có những cái trường hợp mình vô mình nói chuyện trước đó, dạ mình hiểu, mình đều hiểu được họ khó khăn tới đâu, mình chia sẻ. Nhưng mà thực sự chia sẻ một phần thôi chứ cũng đâu có giúp được lâu dài Khương Dừa, giúp cho họ qua vượt qua cái ngặt. Còn muốn vượt qua được cái nghèo hay không là do bản thân của họ nữa. Ví dụ như giờ Khương Dừa cũng chia sẻ rồi bà con cô bác cũng thương cũng ủng hộ, ví dụ giúp cho con bò gì đó, ví dụ vậy. Nãy giờ đưa con bò về mình không nuôi, mình bỏ cho nó chết thì biết sao giờ, cứ như vậy, đúng không? Nói chung là có được bà con giúp được một cái khoản nào đó thì mình nên lấy cái đó mình làm cái vốn, mình tận dụng để mình đi làm
mình phát triển, vượt qua khó khăn. Mình đi làm cái này thì mình cũng tại họ đã khó khăn rồi, mình cũng không cần họ phải báo đáp gì mình hay là giúp đỡ gì lại mình. Dạ. Tại vì đây cũng là tiền của Mạnh Thường Quân không, mà mình giúp đỡ biết giúp đỡ ai. Mình chỉ hy vọng họ là cố gắng vươn lên thôi. Họ mà vươn lên thoát khỏi khó khăn là mình thấy mình mừng liền. Có nhiều người họ thương mình lắm, nhiều hoàn cảnh họ đi họ thương mình lắm, họ nhắc họ thăm hoài à. Còn có nhiều hoàn cảnh thực sự mình tới mình thăm, mình cũng thấy khó khăn mình cũng giúp, nhưng mà khi giúp rồi nhiều khi họ nhận tiền rồi họ cũng đâu có nhớ tới mình đâu. À. Mà thôi đâu có sao đâu, có nhiều người thấy thương lắm. Có nhiều người thì nhiều khi người ta hoàn cảnh người ta khó khăn quá, ta lo công ăn chuyện làm, nhiều khi người ta cũng không nhớ tới mình. Hoặc là nhiều khi người ta nhớ tới mình, ta gọi người ta đến, ta nhờ giúp đỡ hoài à. Khổ. Gì thì một hai lần thôi ha. Dạ. Mình giúp một hai lần thôi. Giúp cái cơ bản rồi. Thì bà con cô bác mình phải khó khăn, phải cố gắng vươn lên. Phải cố gắng thôi à. Ai cũng phải vậy. Bản thân của Phương Vừa cũng vậy thôi. Như vậy đó, nỗ lực 200-300% mình mới có được như ngày hôm nay, chứ đâu phải cái gì nó cũng dễ dàng đâu bà con quá. Dạ. Trước đó cũng cù lăn cù lóc, nói chung mình mà kể lại thì nó có nhiều chuyện buồn, nhưng mà thôi ai cũng vậy, ai cũng có khoảng thời gian khó khăn, mà quan trọng là kết quả cuối cùng. Cảm ơn quý bà con cô bác nha. Dạ, ăn vậy là đủ no rồi. Phương Vừa ăn xong rồi Phương Vừa bà Tư sẽ đi tiếp qua, hình như ấp mấy Phương Vừa không biết, không ở đây cũng có nhiều ấp. Và hy vọng các địa phương mà Phương Vừa liên hệ, các anh chị cũng tổng hợp gấp gấp giúp Phương Vừa, để Phương Vừa còn kinh phí Phương Vừa đi hỗ trợ, chứ mà tổng hợp xong rồi Phương Vừa hết kinh phí rồi Phương Vừa không hỗ trợ được thì cũng kỳ. Dạ thôi, chúc quý bà con cô bác thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong một video tiếp theo. Bye bye.